họ có muốn là gây án một cái đăng ký. Có đăng ký là hôm nay chúng ta có 48 người tham gia hội nghị này. Có 25 người trên 32 người. Như vậy là có 7 người là không có người tiên. Sợ chỉ biết tôi đăng ký làm lộ bí mật hay sao đó, nhưng mà mấy lớp ý kiến sáng nay lên sớm đến giờ lúc này là chỉ có chỉ biết là còn tôi thì cũng chỉ được cái thời gian để nghiên cứu cái đề thi và sau khi các bạn rồi chúng ta có bài viết trong vòng chung kết thì nó cũng sẽ có sẽ chuyển động như vậy phải nâng lên chút thôi nhưng mà để đăng ký cũng không có là khó lượng đó thì tùy theo cái cách để vấn đề của đồng chí trách nhiệm thì nó đã là nguyên khối chung mấy là nguyên khối kính thưa anh Nguyễn Hồng Sơn, kính thưa đại nguyện quan trọng tài, kính thưa trọng tài. Hôm nay tôi rất vinh dự, hồi hộp, xúc động. Thay mặt cho Úc Thư Ta và anh chị tham gia hội thi kiến thức nghiệp hội nổi. Còn trong những hội thi kiến thức nghiệp hội tôi coi là rất là hấp dẫn và rất là chờ công tác cán bộ có vai trò tuyệt đối. Chính vì vậy thì việc tổ chức những cái hội thi như hội thi nghiệp vụ bí thư chi bộ giỏi hàng ngày cho tất cả các thí sinh, tôi xin hứa thực hiện thật tốt bài thi của mình, không biết có giải hay không nhưng mà chắc chắn thì tôi thực hiện tốt bài thi của mình và xin hứa là yeah.
kính thưa các đồng chí, nhằm giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ về chủ nghĩa anh hùng cách mạng và truyền thống yêu nước, Tuổi Trẻ Sài Gòn do Thành Đoàn tổ chức hội trại truyền thống Thành Đoàn Bản Hùng Ca và lễ bạn núi Dinh. Được trân trọng kính mời cô chú câu lạc bộ truyền thống Thành Đoàn, kính mời thường trực đảng ủy, công đoàn, đoàn cơ quan đoàn cùng các đồng chí trại. Xin được mời chủ trại một. Mời tiểu đại 4 lên dân hương và xin được mời tiểu đại 5 chúng ta xếp thành hai hàng. Theo hai cái đồ mồi là biết rồi. Sờ cái má vào đi, xem khéo lên, khéo lên nha, không sờ má mình nha. Đúng rồi. Đưa cao đi, đưa cao lên nè. Đi qua trái đúng rồi, rất là đẹp. Những hình ảnh buổi chiều rất là dễ thương. Nắm cái tay nhau đi, hay nắm cái tay nhau đi rồi. Xin cảm ơn. Nghe thấy gì đang nè? Thì rất là khí thế. Nhiều động tác lên nè, làm nhiều động tác làm theo đội trưởng. Hay quá, tiểu chạy 3 đang thiếu ưu thế, đang hạng 3. Tiểu chạy hãy giúp lên thuộc về tiểu chạy 4. Chạy xung quanh, chạy sờ cuối xuống. Ngồi xung quanh nơi đó chuẩn bị. Người có yêu thương đang ngồi xung quanh nơi đây. Bắt đầu, một bạn không một bạn. Ai để lên chúng mời lên nha. Thi và các là gồm có hai vòng thi, gồm có vòng sơ khảo và vòng chung kết. Như vậy thì toàn đảng bộ của chúng ta là có 34 chi bộ bước vào vòng thi sơ khảo của hội thi bí thư chi bộ giỏi. Thì qua vòng thi sơ khảo gồm có thi trắc nghiệm và các đảng, như gồm có 5 vấn đề và rất nhiều các vấn đề trong cái những cái quy định mới của đảng. Thì chung ở
chi bộ của tòa soạn 2 của báo Tuổi Trẻ. Nhưng mà cũng rất buồn là cũng có một đồng chí chỉ đạt có 12 câu trên 50 câu. Thì có hai đồng chí nghề để việc làm sao đề ra các giải pháp để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nâng cao công tác phát triển đảng, vấn đề về công tác tư tưởng của đảng viên, công tác văn phòng của cấp ủy. Chúng ta cùng nhận một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng cho các tập thể tham gia tốt hội thi. Xin được trân trọng cảm ơn đồng chí. Chúng ta cùng dành một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng cho ba đội thi vào vòng chung kết và đạt kết quả cao nhất. Xin được trân trọng cảm ơn đồng chí cùng theo kính mời đồng chí Vương Thanh Liễu, Phó Bí thư Thành đoàn, Trưởng ban Tuyên giáo Thành đoàn cũng sẽ cùng lên trao giải cho các đồng chí. Trân trọng kính mời. Kính thưa các đồng chí, buổi tổng kết và trao giải thưởng hội thi bí thư chi bộ giỏi lần 2 năm 2018 của Đảng ủy cơ quan Thành đoàn đến đây là kết thúc. Chúng tôi xin mời các đồng chí. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
hoài vậy? Hey.